vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế xã hội. Là hai công cụ quan trọng trong điều hành quản lý kinh tế vĩ mô của mọi quốc gia, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế chung. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng trong thời gian qua, chính sách tiền tệ và tài khóa thiếu sự phối hợp nhịp nhàng. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, trần lãi suất huy động giảm về mức 7% một năm, bằng một nửa so với đầu năm 2012. Đây là lần điều chỉnh lãi suất huy động thứ 7 của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm 2012 đến nay. Lãi suất cho vay và huy động hiện giờ thì nó cũng đã là tương đối thấp. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử thì có lẽ là từ năm suất năm 2005, 2006 trở về đây thì đây là mức lãi suất là tương đối thấp so với lịch sử của những năm vừa rồi rồi. Cho nên là cái dư địa mà hạ lãi suất trong thời gian sắp tới thì có lẽ nó cũng sẽ là tương đối hạn chế và nó sẽ phải chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi cái tình hình biến động của một số cái vấn đề, ví dụ như là các biến động về chỉ số CPI, rồi là tiếp tục về tình hình cung cầu thanh khoản trên thị trường tiền tệ. Quy mô tổng tín dụng cho nền kinh tế hiện nay cỡ khoảng 3 triệu tỷ đồng, tức là trên dưới 100% GDP. Để sử dụng có hiệu quả nguồn tín dụng này, cần có sự phối hợp của các chính sách tài khóa qua các vấn đề như thuế, đầu tư công. Rõ ràng trong cái thời gian vừa qua chúng ta cũng đã khá dễ dãi trong cái việc là đưa cái nguồn tín dụng như là một cái kênh để huy động vốn đầu tư cho cả nền kinh tế cũng như là cho từng doanh nghiệp, và đấy là cái mà chúng ta đang phải xử lý hiện nay. Các chuyên gia cũng cho rằng lãi suất bị thay đổi liên tục là kết quả tất yếu của việc chính sách tiền tệ bị lạm dụng quá mức với mục tiêu ngắn hạn là giảm lạm phát. Bên cạnh đó là thiếu sự phối hợp nhịp nhàng của các chính sách khác, điển hình là chính sách tài khóa. Chúng ta có hai chính sách lớn của một nền kinh tế quốc gia là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Thì chính sách tài khóa cần phải nỗ lực hơn nữa để phối hợp với chính sách tiền tệ. Thế nào là nỗ lực? Thì tôi nghĩ rằng chính sách tài khóa thật sự ra có rất nhiều những công cụ, mà một trong những công cụ quan trọng là thuế. Thì chính phủ có thể qua những cái biện pháp về thuế để giúp các doanh nghiệp, và nếu các doanh nghiệp được giúp thì dĩ nhiên là nó sẽ giảm áp lực bên chính sách tiền tệ. Từ ngày 1 tháng 7, một loạt chính sách có liên quan đến thuế có hiệu lực. Khi dư địa lãi suất không còn nhiều thì những chính sách về thuế được coi là giải pháp tối ưu để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Thực ra thì giải pháp tài chính vì cái thời điểm có hiệu lực chậm trên là tác động chậm, và bắt đầu từ tháng 7 này chúng ta sẽ chứng kiến một loạt những cái giải pháp khá hữu ích cần thiết, bao gồm giảm thuế cho người dân, giảm thuế cho doanh nghiệp cũng như là một số những cái gói hỗ trợ khác. Điều này nó sẽ giúp cho cái tác động của chính sách tài chính lên thị trường, lên doanh nghiệp sẽ tốt hơn. Các chuyên gia cũng cho rằng chính sách thuế nên hỗ trợ trực tiếp và mạnh hơn cho doanh nghiệp, chẳng hạn như giảm thuế VAT cho các trang thiết bị của doanh nghiệp, giảm thuế đánh trên đầu tư của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đầu tư công cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, tạo lực cầu giúp nền kinh tế phục hồi. Như vậy, để vận hành nền kinh tế được thông suốt, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Nghị định 91 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực. Ngay trong buổi sáng ra quân, lực lượng thanh tra Hà Nội đã phát hiện được nhiều doanh nghiệp vận tải lắp thiết bị một cách chiếu lệ để tránh phạt lỗi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận của nhóm phóng viên tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Trong gần 3 giờ đồng hồ, lực lượng thanh tra kiểm tra được khoảng 10 chiếc xe khách, thì tất cả những chiếc xe này đều bị xử phạt vì thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, không trích xuất được dữ liệu, thậm chí có cả trường hợp không lắp hộp đen. Những chiếc xe này đã lắp thiết bị giám sát hành trình của Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Việt Nam, Vietcomsat, nhưng khi kiểm tra, các thông tin quan trọng về xe, lái xe, hành trình, tốc độ vận hành của xe, số lần và thời gian dừng đỗ, thời gian lái xe đều không có. Hoặc có xe kiểm tra lại không in được hóa đơn vì không có số SIM và tem hướng dẫn. Thì từ sáng ra kiểm tra thì có một số xe ấy, gặp trục trặc vì không có tem hướng dẫn in. Thế từ sáng đến giờ có mấy trường hợp như này rồi anh? Có khoảng 3-4 trường hợp rồi. Trong khi đó, lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xử phạt vì việc lắp đặt thiết bị và giám sát là do các doanh nghiệp vận tải, còn người điều khiển xe chỉ thực hiện theo quản lý của doanh nghiệp.
Hơn nữa, mặc dù đã được tập huấn về nghiệp vụ thanh tra thiết bị giám sát hành trình, nhưng lực lượng thanh tra làm nhiệm vụ cũng gặp nhiều lúng túng. Bọn tôi thì là nhân viên lái xe thôi. Các hộp đen này thì do công ty lắp. Hành trình giám sát thì hàng ngày, công ty giám sát hàng ngày bọn tôi. Thì tôi nghĩ là vẫn đảm bảo. Cái này thì tôi cũng không rõ do máy in hay như thế nào, tại vì là trên đường đi bọn tôi chạy quá tốc độ, máy vẫn báo bình thường. Mà công ty vẫn giám sát chúng tôi từng cây số một chứ. Việc vận hành hộp đen thì chúng tôi phải dựa vào các cái thứ nhất là về giám sát kỹ thuật viên, kiểm tra hộp đen. Và cái thứ hai nữa là tiếp theo đó chúng tôi cũng căn cứ vào các cái vấn đề này, chúng tôi cũng cần phải có sự học hỏi và cũng phải để theo dõi họ làm và sau đó chúng tôi ứng dụng vào cái thực tế của chúng tôi. Như vậy, chỉ trong buổi sáng, việc thanh kiểm tra thiết bị giám sát hành trình bộc lộ rất nhiều lỗi, hoạt động không hiệu quả. Đáng lưu ý, lỗi vi phạm tốc độ chưa được thiết bị giám sát hành trình cảnh báo tức thời mà chỉ đạt ở mức hậu kiểm. Đây là vấn đề để các cơ quan chức năng, doanh nghiệp vận tải và cả nhà cung cấp thiết bị cần xem xét giải quyết. Trong khi phần đông gia đình có con đi thi phải tự túc ăn ở và đi lại, thì có không ít địa phương đã hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong suốt kỳ thi đại học cao đẳng thông qua chương trình Cùng Bạn Đi Thi. Điều này đã tạo thuận lợi và giảm bớt chi phí rất nhiều cho gia đình thí sinh khi về Hà Nội dự thi. 8 giờ sáng, tại thành phố Lạng Sơn, những thí sinh nghèo, dân tộc thiểu số, gia đình chính sách đã lên xe về Hà Nội dự thi. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Cùng Bạn Đi Thi do Đoàn Thanh niên Lạng Sơn và Hà Nội lần đầu tiên phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. Đến Hà Nội, những thí sinh này đã được các tình nguyện viên đón tiếp tận tình. Mỗi thí sinh sẽ được một tình nguyện viên trực tiếp giúp đỡ trong suốt những ngày lưu trú tại Hà Nội. Chúng tôi nhận thí sinh xuống và đưa về phòng trọ và thí sinh ở cùng với chúng tôi nên chúng tôi sẽ cùng nấu ăn cho các em thí sinh luôn. Và với chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để phục vụ cho các em trong kỳ thi tới là tốt nhất có thể. Các bạn sinh viên đó tình, nếu mà cũng có bạn sinh viên thì ba bố con thôi không biết đi đâu. Vượt sướng đấy là lần đầu tiên nhìn thấy lạ, xuống này không biết cái gì nhưng mà các chị đón rất nhiệt tình, tôi rất cảm ơn. Lúc mà lên xe thì em có bị say mệt nhưng mà khi xuống dưới thì được các anh chị đón tiếp rất là nhiệt tình, em cảm thấy bây giờ em hết mệt rồi. Được sắp xếp nơi ăn nghỉ và sẽ được đưa đi đón về trong suốt kỳ thi, những thí sinh miền núi lần đầu tiên về thủ đô đã cảm thấy yên tâm và vơi đi phần nào nỗi mệt nhọc. Họ coi những tình nguyện viên như những người thân. Năm nay, ngoài Lạng Sơn, tỉnh đoàn Hà Giang và Ninh Bình cũng phối hợp với thành đoàn Hà Nội thực hiện chương trình Cùng Bạn Đi Thi. Khi mà tham gia chương trình này thì mong rằng những thí sinh được bọn em giúp đỡ, đấy là những bạn có hoàn cảnh khó khăn, thì sẽ bọn em sẽ được phần nào giúp được các bạn ấy vượt qua những bước khó khăn ban đầu là về khoản nhà trọ cũng như là ăn ở và đi lại ở trên Hà Nội. Và sau đó là muốn tạo cho các em được có một cái tâm lý thoải mái trước khi bước vào kỳ thi. Chúng tôi thấy được trách nhiệm của tổ chức đoàn hội trong việc hỗ trợ những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Và đó là lý do mà chúng tôi đã lựa chọn, phối hợp với các tỉnh thành đoàn để lựa chọn những cái bạn thí sinh mà có hoàn cảnh khó khăn và có cái nỗ lực vươn lên trong học tập để tham gia chương trình để hỗ trợ cho các bạn ấy nhiều nhất có thể. Cùng Bạn Đi Thi là một chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng chương trình này sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trong những mùa thi tiếp theo. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của Hà Nội tuyển sinh đầu cấp năm học 2013-2014. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số trẻ vào lớp 1 trong năm nay tăng khoảng 11.000 trẻ so với năm học trước. Tuy nhiên, khác hẳn với mọi năm, năm nay Hà Nội không còn tình cảnh phụ huynh chen lấn xô đẩy khi xin cho con đi học. Đây là hình ảnh tại trường phổ thông cơ sở thực nghiệm Hà Nội trong mùa tuyển sinh năm học 2012-2013. Còn đây là hình ảnh trong mùa tuyển sinh năm nay. Mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường không tăng so với năm học trước, 140 chỉ tiêu. 14 giờ ngày 1 tháng 7, trường mới bắt đầu bán đơn tuyển sinh vào lớp 1. Nhưng bà Lương Thị Thọ ở phố Thành Công, Hà Nội đã đến đây từ 8 giờ sáng.
Dù phải chờ đợi lâu, song bà Thọ và nhiều phụ huynh khác vẫn cảm thấy thoải mái vì không phải chịu cảnh chen lấn xô đẩy như mọi năm. Bác thấy xếp hàng rất là văn minh trật tự, không có cái cảnh như là xô đẩy như năm ngoái mà tôi đã được xem trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì tôi thấy là cứ như phát huy như thế này năm nay hoặc sang năm nữa, và tôi rất là mong là cháu của tôi là được vào cái trường thử nghiệm này. Năm ngoái cũng có cháu xin vào đây, và tôi cũng đi dự để mua hồ sơ ở đây. Năm ngoái thì tổ chức của trường cũng chưa chặt chẽ lắm cho nên là nó hơi phức tạp. Năm nay tôi đi lúc 11 giờ, đến đây xếp hàng, xếp hồ sơ đây cho cháu, và sau đó 2 giờ thì đến đây để lấy. Phải nói năm nay trường rút kinh nghiệm tổ chức tương đối tốt. Điểm mới trong công tác tuyển sinh của trường phổ thông cơ sở thực nghiệm năm nay là bán số lượng đơn không hạn chế và bán đơn cùng thời điểm với tất cả các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Chính điều này đã giúp cho công tác tuyển sinh năm nay của trường diễn ra trật tự và thuận lợi hơn. Đó cũng là không khí tuyển sinh của nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố trong ngày đầu tiên của mùa tuyển sinh lớp 1 năm học 2013-2014. Từ đầu tháng 6, trường tiểu học Thành Công B đã thông báo đến phụ huynh học sinh về kế hoạch tuyển sinh và quy trình tiếp nhận hồ sơ. Nhờ đó, phụ huynh học sinh có thể chủ động sắp xếp được thời gian để đến trường nộp hồ sơ xin học cho con. Nộp hồ sơ ở đây thì mình thấy là các thầy cô hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể và rất là sớm. Tức là thông báo cho mình những cái lịch trình về nộp hồ sơ này, rồi những cái ngày mà đến để cha mẹ làm thủ tục ấy, rất sớm, cho nên mình có thu xếp thời gian mình thấy rất bình thường. Nhưng hôm nay mình đến thì rất là nhanh. Ngày 15 tháng 6 thì nhà trường cũng đã ra một cái thông báo niêm yết ở cổng trường, và đồng thời Ủy ban Nhân dân phường phát thanh tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh từ ngày 15 tháng 6, cứ một ngày hai lần. Mình được biết là buổi sáng một buổi và chiều một buổi, cứ như thế thì tôi được biết qua đây được biết là 100% cha mẹ học sinh đều nắm được kế hoạch tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, thủ tục. Dự đoán được số lượng học sinh vào các lớp đầu cấp đều tăng, đặc biệt là ở khối lớp 1 tăng lên hơn 11.000 học sinh so với năm học trước. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu các phòng giáo dục của 29 quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng và công khai kế hoạch tuyển sinh. Nhờ vậy đã tránh được tình trạng người dân chen chúc đi xếp hàng nộp hồ sơ nhập học cho con như những năm học trước. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ đạo rất quyết liệt về việc này, đó là rõ về chỉ tiêu tuyển sinh, rõ về tuyến tuyển sinh, rõ về phương thức tuyển sinh, và cuối cùng là rõ về thời gian tuyển sinh. Ngành chúng tôi đang quyết tâm là năm học này sẽ không để cảnh cha mẹ học sinh phải chen chúc xếp hàng thâu đêm hay là xếp hàng chen chúc để cho các cháu đi học. Thì ở mỗi địa phương, căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất của mình, thì các địa phương đều có những phương thức phù hợp, có những giải pháp phù hợp, phân tuyến, phân luồng để đảm bảo là thực hiện theo đúng chỉ đạo của ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không được tuyển sinh trước thời gian quy định và không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Theo báo cáo của các trường, đến nay mọi cơ sở vật chất